Các bạn học. Rồi, ở buổi hôm nay thì sorry mọi người đang ở trong phòng chờ à. Chuẩn bị học không? Về Chị Chi, đường truyền hình như không được tốt lắm ạ. Chị ơi, em không nghe thấy chị nói gì ạ. Mọi người ơi, mọi người nghe được rõ chưa ạ? Alo, Dạ rồi, vâng, rồi chị em ạ. nghe được ạ. Bây giờ ngon rồi đúng không? Ok. Rồi ạ. Đầu buổi thì mình sẽ nói với các bạn về ma trận kiểm tra định hướng. Thật ra nó không có gì gọi là thần thánh cả, nhưng vì trong suốt tất cả các phần sau thì các bạn sẽ sử dụng cái khái niệm đó, cái khái niệm về ma trận kiểm tra định hướng đó. Đồng thời nó cũng giúp cho mọi người là có thể tự identify ra được một cái thủ tục mà một cách chính xác. Bắt đầu câu chuyện của ma trận kiểm tra định hướng thì mọi người hãy đặt một cái ví dụ như thế này. Ví dụ như chúng ta là một team kiểm toán đúng không ạ? Và bây giờ các bạn được giao đến một công ty để làm kiểm toán. Bây giờ các bạn có một cái bút Em toán, có một cái giao dịch. Mọi người nghe được không ạ? nghe được nhưng không nhìn được. Ok. Thì vừa nãy chị bị out nên là chị lại nó bị tắt mất cái share màn hình đây rồi. Bây giờ mình có một cái bút toán như thế này là khách hàng có một cái giao dịch, đấy là họ mua một cái ô tô đúng không ạ? Mua ô tô nhá. Đấy. Thì ví dụ như mình nói ví dụ như mua ô tô giá 2 tỷ đúng không ạ? Và mình nhìn thấy ở trên sổ có một cái bút toán là debit figure set là cái ô tô đấy và credit và account payable thế này. Đúng không ạ? 2 tỷ. 2 tỷ. Đó. Câu chuyện ở đây sẽ xảy ra đấy là figure set thì nó sẽ thể hiện ở trong phần tài sản đúng không ạ? Ở trên balance sheet. Account payable thì nó thể hiện ở phần liability ở trong balance sheet. Bây giờ chúng ta nếu như chúng ta giao hai phần hành asset và liability cho hai bạn khác nhau. Ví dụ bạn nhân viên A sẽ làm phần hành figure set nhưng mà bạn B mới làm phần liability. Chúng ta sẽ xem là hai bạn này nghĩ gì. Bạn A này thì bạn ấy sẽ nghĩ rằng là à cái rủi ro nhá, đầu tiên là cái ô tô này, cái fixed asset này bị overstatement. Nghĩa là nó bị quá lên. Hay một cách khác là cái ô tô này làm gì mà đến giá 2 tỷ. Chắc công ty này người ta mua hóa đơn, người ta làm thế nào đấy để người ta ghi vào để người ta hợp lý hóa các cái chi phí của họ. Thế làm gì mà ô tô này đến 2 tỷ. Đúng không ạ? Ví dụ họ nhìn thấy đây một ô tô cũ chẳng hạn, bạn này bạn sẽ có suy nghĩ như vậy, đúng không ạ? Nhưng đồng thời song song với cái việc đó thì bạn này bạn cũng lại nghĩ một cái rủi ro thứ hai, đấy là cái figure set này, cái ô tô này này nó có thể bị understate. Tại sao lại có thể lại bị understate nữa? Bởi vì là thông thường mình học F3 ấy, mọi người thấy là khi mà mua những cái tài sản nhé, nó có những cái chi phí đủ điều kiện để capitalization đúng không? Thế nhưng có thể người ta sẽ quên, người ta không biết, kế toán không biết để capitalize. Ví dụ mua ô tô này thì có những cái chi phí như là phí trước bạ, thuế trước bạ, thuế nhập khẩu, có ghi vào nguyên giá của tài sản hay không, có được khấu hao cùng hay không, hay là nếu mà những cái chi phí đủ điều kiện để vốn hóa mà bị ghi vào chi phí ấy, thì chi phí sẽ bị overstate đúng không, và figure set của mình bị understate. Thế thì bạn này bạn ấy sẽ thấy là có cả hai xu hướng này. Mà nếu mà bạn ấy sa đà vào hai xuống này thì bạn ấy không biết test như nào, bạn không biết kiểm tra như nào cả. Đúng không ạ? Thế đồng thời là bạn B thì cũng lại nghĩ như vậy.
B thì lại nghĩ rằng là bây giờ tôi đang kiểm toán phần liability. Bây giờ nhiệm vụ của tôi là tôi phải xác định là có phải công ty này có một cái nghĩa vụ phải trả nợ là 2 tỷ hay không. Cái rủi ro đầu tiên đấy là có thể là cái khoản liability đấy, cái khoản account payable đấy bị understate, bị thiếu. Bởi vì sao ạ? Có thể là cái khoản này nó còn có những cái chi phí đi kèm mà bên bán hàng người ta đã trả cho rồi, nhưng mà ở đây họ không tính vào, đúng không ạ? Hay là ví dụ như là họ chỉ ghi nhận mỗi cái phần trên hóa đơn thôi, còn những cái chi phí khác ở bên kia, chi phí logistics vân vân, người ta trả hộ thì chắc gì đã ghi vào. Nhưng đồng thời lại cũng có cái rủi ro thứ hai, đấy là nếu mà cái hóa đơn này là xử lý ở mua hay là gì đó thì cũng có thể là khoản này không có thật hoặc là nó bị overstate. Rõ ràng là chúng ta thấy là cả tất cả các suy nghĩ này của các bạn đều hợp lý, nhưng cũng có những cái thì chúng ta nhìn thấy là nó sẽ rủi ro cao hơn. Nhưng vấn đề ở đây đấy là nếu cả hai bạn này cùng nghĩ như vậy ạ, thì các bạn ấy sẽ đều kiểm tra hai hướng của fixed asset và của account payable theo cả hướng overstatement và understatement, đúng không ạ? Nghĩa là bạn fixed asset cũng kiểm tra cả hai hướng như vậy, mà bạn liability cũng kiểm tra hai hướng như vậy. Có phải vô hình chung là hai người này đang làm một cái việc vô ích, đấy là giống nhau, đúng không ạ? Làm giống nhau. Thế thì người ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta ma trận kiểm tra định hướng nói với các bạn một điều, đấy là chúng ta sẽ chia ra là nếu bạn nào mà làm cái tài khoản ở bên debit, hoặc khi chúng ta audit các cái tài khoản mà có số dư ở bên debit, thì chúng ta chỉ kiểm tra theo một hướng là overstatement thôi, vì đây là cái key risk. Còn nếu mà chúng ta đang kiểm tra theo hướng những cái tài khoản mà có số dư ở bên credit, thì key risk của nó chỉ có understatement thôi, và chỉ có một trong hai cái này thôi. Như vậy, quay lại câu chuyện vừa xong, nếu tôi nói rằng bạn fixed asset, bạn làm bạn A này ạ, các bạn ấy chỉ cần quan tâm đến cái rủi ro số 1 là fixed asset bị overstatement, và bạn làm liability chỉ cần quan tâm cho tôi là understatement. Cho nên tôi sẽ hướng dẫn thế này, bạn làm tài khoản fixed asset ạ, hãy làm cho tôi là các bạn lấy cho tôi cái dữ liệu debit, cái giao dịch debit này từ trên sổ, được chưa ạ? Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra bằng chứng từ, những cái chứng từ để chứng minh là giao dịch này xảy ra thật. Còn các bạn mà đang là bên credit, là tài khoản account payable kìa, thì đừng lấy cái giao dịch đó kiểm tra xuống document, mà ngược lại, các bạn hãy gửi thư xác nhận, các bạn hãy xem là còn cái giao dịch gì sau kỳ chi trả hay không. Hay tôi nói cách khác là những cái independent document, những cái chứng từ độc lập liên quan đến giao dịch này, các bạn kiểm tra vào sổ. Như vậy, các bạn sẽ cover được cái rủi ro understatement, và các bạn sẽ đảm bảo khi mà chúng ta kết hợp cả hai cái giao dịch này vào với nhau, bên debit và bên credit, thì chúng ta đảm bảo rằng tất cả các cái giao dịch của chúng ta đều được kiểm tra cả hai chiều. Và như vậy thì chúng ta có một cái ma trận như thế này. Ma trận kiểm tra định hướng là như thế này ạ. Giao dịch ở bên debit hoặc là số dư tài khoản ở bên debit, thì key risk của nó sẽ là overstatement. Và tôi sẽ kiểm tra từ book xuống document. Ngược lại, tôi có key risk là understatement với các tài khoản ở bên credit, và tôi sẽ kiểm tra từ independent document lên sổ. Chưa chưa? Đó, mọi người phải nhớ, bắt buộc phải nhớ cái này. Các bạn biết tại sao mà khi mà các bạn mới đi làm kiểm toán ấy, ví dụ các bạn đi làm intern chẳng hạn, các bạn rất là, hoặc là staff một chẳng hạn, các bạn rất hay được giao cho các cái phần hành như là tiền hay là gì nhỉ? 142 ạ, prepayment, short term prepayment, rồi những cái tài khoản kiểu như vậy. Tại vì sao ạ? Vì nó là bên nợ, đúng không ạ?
Cho nên là bên nợ thì nó rất là, hoặc là fixed asset, là bên nợ thì nó easy. Đấy là các bạn có thể kiểm tra từ sổ, đúng không ạ? Sổ xong rồi kiểm tra xuống document thì cái câu chuyện rất là đơn giản. Các bạn đã nhìn thấy cái giao dịch ở trên sổ rồi, các bạn chọn mẫu trên sổ, các bạn thực hành cái việc chọn mẫu đấy. Sau đó các bạn kiểm tra về chứng từ, nó dễ hơn rất là nhiều. Nhưng các bạn phải đợi đến một cái level nhất định nhá, các bạn mới có thể kiểm tra được phần revenue, đúng không ạ? Hay phần liability. Lý do là lúc đấy các bạn sẽ phải biết thế nào được gọi là independent document. Ví dụ revenue các bạn phải biết là cái chứng từ hỗ trợ cho việc ghi nhận doanh số là gì. Ví dụ như là phải kiểm tra cái, không phải các bạn không bao giờ được kiểm tra revenue bằng cách là lấy cái credit ở trên cái giao dịch credit ở tài khoản revenue, tài khoản 511, xong rồi đi kiểm tra chứng từ, không bao giờ ra cái gì. Tại sao? Bởi vì người ta đã dùng hóa đơn để ghi sổ rồi, dùng hóa đơn người ta phát hành ra để ghi lên doanh thu rồi, đúng không? Cho nên các bạn sẽ phải kiểm tra với independent document, thì là ví dụ báo cáo sale hàng ngày, ví dụ như là cái phiếu good delivery note ở dưới kho, như mấy hôm trước mình học, các bạn lấy những cái đó các bạn mới kiểm tra xem đã được ghi nhận doanh thu chưa, chứ các bạn không thể nhìn thêm một cái giao dịch ghi nhận doanh thu xong mà kiểm tra về hóa đơn thì không bao giờ ra được. Cho nên lúc đấy các bạn lại không dùng cái hóa, dùng cái gọi là accounting document, mà các bạn phải dùng independent document, là vì như vậy. Ok chưa? Như vậy sau khi mà mọi người biết cái điều này rồi thì bây giờ các bạn sẽ back lại cho mình, bây giờ chúng ta sẽ đi vào procedures on specific areas. Thứ nhất là mình nói đến cái tài khoản đầu tiên là receivable, tài khoản phải thu. Tất nhiên tài khoản phải thu là số dư bên nào ạ? Bên nợ, đúng không? Nên là vì đây là số dư bên nợ cho nên key risk của nó ở đây là gì đấy ạ? Overstatement. Cái handout, cái revision note này mình gửi cho mọi người là của BVP, và mọi người cũng thấy rằng là họ cũng dùng mang thận kiểm tra định hướng. Thực ra đây là một cái practical ở trong các công ty kiểm toán. Tuy nhiên thì không phải là ai ở ngoài cái nghề kiểm toán, ai không làm ở công ty kiểm toán thì sẽ thường là không nói đến mang thận kiểm tra định hướng như vậy, mà người ta sẽ chỉ nói đến việc là các bạn sẽ chỉ học thuộc lòng các cái thủ tục thôi. Mà nếu mà các bạn học thuộc lòng các thủ tục thì thật sự là sẽ rất là khó cho cái phần này. Đấy lý do vì sao mà mọi người cần biết bản chất các thủ tục. Ở trong phần phải thu có một cái thủ tục, chưa nói đến chuyện là các bạn làm overstatement như thế nào, thì cái thủ tục này là thủ tục đặc biệt. Đấy là thủ tục thư xác nhận với bên thứ ba. Mình nói lại là tại sao chúng ta lại phải gửi thư xác nhận với bên thứ ba? Bởi vì thư xác nhận là một cái bằng chứng kiểm toán mà the most reliable evidence. Tại sao chị nói là the most reliable evidence? Vì các bạn nhớ lại cái mà các bạn đã học về thế nào được gọi là reliable evidence, còn nhớ không ạ? Thứ nhất này, nó là bản gốc. Thì cái thư xác nhận này là bản gốc ạ. Đúng không ạ? Phải bản gốc dòng số đỏ chót đấy ạ, gửi cho kiểm toán viên. Thứ hai là in written form. Thì thư xác nhận là ở dưới dạng là bản viết, đúng không ạ? Bằng văn bản. Thứ ba là directly obtained by auditor, trực tiếp kiểm toán viên nhận. Bởi vì trên thư xác nhận thì sẽ có ghi các cái nội dung cần xác nhận, nhưng thư này được gửi trực tiếp về cho kiểm toán viên ạ. Đấy ạ, nên kiểm toán viên sẽ là người trực tiếp nhận về công ty kiểm toán ấy ạ, chứ không phải gửi về cho khách hàng đâu ạ. Thứ ba nữa là một cái ý nữa trong cái phần directly obtained by auditor là kiểm toán viên cũng là người chọn mẫu và lựa chọn là sẽ gửi cái thư cho đối tượng nào. Cho nên là hoàn toàn cái này là trực tiếp thu thập bởi kiểm toán viên. Đúng không? Và một cái điểm nữa đấy là thông thường chúng ta sẽ dựa vào cái internal control system, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ làm thư xác nhận sau khi chúng ta đã kiểm tra cái thủ tục khách hàng tự làm để đối chiếu công nợ, đúng không ạ? Và một cái điểm nữa đấy là bởi vì cái thư xác nhận này ạ, thì thông thường là chúng ta sẽ gửi đi dưới dạng là chọn mẫu, đúng không ạ? Cho nên là nó cũng sẽ được thể hiện là đây là một thủ tục kiểm toán do kiểm toán viên lựa chọn. Như vậy các bạn sẽ nhìn thấy là nó rất là nhiều các cái trong các cái gạch đầu dòng của mình về phần reliable khi các bạn học về sufficient and appropriate audit evidence ở buổi hôm trước ấy ạ, thì gần như là thư xác nhận này đều có thể đủ điều kiện để nói rằng nó là cái thủ tục kiểm toán mà đáng tin cậy nhất, đúng không ạ? Tuy nhiên đây là thủ tục kiểm toán đáng tin cậy nhé,
đây không phải là bằng chứng, nghĩa là không phải là một bằng chứng tối cao. Ví dụ trong thư xác nhận mà hai bên, ví dụ như là đây là khách hàng của mình là công ty A đúng không ạ, tôi gửi thư xác nhận đến công ty B đúng không ạ, bây giờ hai cái số này nó khác nhau, mình đứng ở đây kiểm toán viên ông A này thì không có nghĩa là cái gì ông B trả lời thì cũng đúng đâu, mà nếu như có chênh lệch thì chúng ta sẽ dùng cái chênh lệch đó để chúng ta investigate, chúng ta đi tìm đúng không ạ, và khi tôi investigate further thì tôi mới biết được ông nào đúng. Ví dụ chúng ta ghi đúng luật rồi nhưng cái ông kia ông sai luật thì sao, đúng không ạ? Vậy thì ví dụ như doanh thu chẳng hạn, tôi thấy trên hợp đồng là ex work cho nên ra khỏi kho là khách hàng của tôi ghi nhận doanh thu luôn, ông kia ông lại bảo là không bao giờ đến kho mình ông mới ghi, vậy thì lúc đó ông ấy sẽ không xác nhận cái khoản công nợ đấy cho mình, đúng không ạ? Và các bạn sẽ phải biết được là à nhưng mà theo đúng chuẩn mực thì ở trên hợp đồng là ex work thì tôi sẽ ghi ở thời điểm là ra khỏi kho, vậy thì khách hàng của mình đúng rồi và mình trả lời được cái chênh lệch đấy là bởi vì ông kia ông ghi sai, đúng không ạ? Bởi vì mình đã gặp rất nhiều bạn kiểm toán viên là dựa vào kết quả của thư xác nhận là các bạn yêu cầu khách hàng điều chỉnh luôn, không phải cái gì của người thứ ba cũng đúng, mặc dù là ý kiến người thứ ba chỉ đáng tin cậy hơn là khách hàng cung cấp đấy ạ. Thì mình cái đây là mấy cái mà mọi người nốt lại. Tiếp này, chúng ta có hai loại receivable confirmation letter. The first type of receivable confirmation letter là positive confirmation. Positive nhé, positive confirmation có nghĩa là mình sẽ hỏi yêu cầu khách hàng xác nhận, là nghĩa là mình gửi thư đi và khách hàng phải trả lời mình whatever là họ đồng ý hay không đồng ý, nghĩa là trên cái thư xác nhận đấy ạ sẽ có hai phần, một là các bạn đồng ý không, không đồng ý đấy, agree này, disagree này, đấy xong người ta sẽ tích vào đây, người ta agree disagree thì cũng phải gửi lại và cái thư này gửi về cho kiểm toán viên, được chưa? Thì đấy gọi là positive, nghĩa kiểu gì cũng phải trả lời và mình kiểu gì kiểm toán viên cũng phải chờ đủ hết thư xác nhận về. Có một kiểu thứ hai đấy là kiểu negative confirmation. Negative confirmation cũng hay được dùng trong trường hợp là khách hàng có hệ thống kiểm soát nội bộ rất tốt, bởi vì negative thì không có phần agree mà cái thư này chỉ trả lời khi họ disagree thôi. Nghĩa là trên thư xác nhận sẽ có một câu để làm nếu như đến ngày nào đấy, ví dụ như hôm nay tôi gửi thư chẳng hạn, tôi nói rằng là nếu như hôm nay tôi gửi thư 16 tháng 18 tháng 10, tôi nói rằng là nếu đến ngày 30 tháng 10 mà kiểm toán viên không nhận được xác nhận của khách hàng thì chúng tôi sẽ giả định, chúng tôi sẽ hiểu rằng là ông đồng ý với cả cái số dư này và khi đó chúng tôi sẽ sử dụng cái số dư trên sổ, đúng không ạ, để làm bằng chứng kiểm toán đấy ạ. Thế thì trong trường hợp nào, rõ ràng là negative thì easy hơn là mình chỉ ngồi im mình chờ thôi. Đến ngày đấy không thấy thư xác nhận càng tốt, đúng không? Không có thư xác nhận có nghĩa là không có ý kiến gì, nghĩa là đồng ý hết. Nhưng chúng ta sẽ dùng negative confirmation ở trong tình huống nào? Thứ nhất là tình huống mà chúng ta nhìn thấy khách hàng có hệ thống kiểm soát nội bộ tốt và họ đã tự kiểm soát rồi và bây giờ mình đang tin vào cái hệ thống kiểm soát nội bộ đấy. Tôi chỉ gửi thư xác nhận để đề phòng nếu có chênh lệch, có sai sót thì khách hàng họ sẽ comeback lại với tôi thôi. Ok chưa? Thứ hai là tôi đã có những cái bằng chứng khác rồi. Đây chỉ là một cái bằng chứng bổ sung thôi. Ví dụ tôi có bằng chứng khác ở đây là gì? Là bên kia khách hàng ấy, họ lại cũng gửi thư xác nhận cho mình rồi. Thế và bên này cũng đã trả lời rồi và mình đã thu thập được cái đó. Đúng không ạ? Thì đây chỉ là thư xác nhận bổ sung thôi ạ. Bởi vì rõ ràng là nếu như đối với cả khách hàng của mình là AA thì bên kia là account payable, đúng không ạ? Họ cũng có thể là có kiểm toán viên và cũng đã có thể là lựa chọn chúng ta để làm thư xác nhận rồi. Thứ ba là có rất nhiều, nghĩa là quá nhiều thư xác nhận đi, mình không thể nào theo dõi được. Ví dụ bây giờ các bạn bảo kiểm toán viên kể cả chọn mẫu ra rồi gửi khoảng 1.000 cái thư thì làm sao mà chờ được, đúng không ạ? Cho nên chúng ta sẽ chỉ gửi negative confirmation thôi và để large number of small balance. Và một cái điểm nữa đấy là chúng ta nhìn thấy là không có nhiều lỗi sai, đúng không ạ? Nghĩa là đã họ những năm trước ấy, dựa vào cái kinh nghiệm của mình làm mà khách hàng này những năm trước ấy, thì hầu như là thư xác nhận trả về là không có sai sót đấy ạ, thì mình có thể tin cậy vào cái hệ thống kiểm soát nội bộ của họ. Ok dạ. Vậy chúng ta có hai loại này. Thật ra ở Việt Nam ấy, thì khi các bạn đi làm hầu hết các bạn sẽ làm positive confirmation, bởi vì có một đặc trưng đấy là các doanh nghiệp ở Việt Nam thì hầu như là internal control system của họ chưa tốt, đúng không ạ? Cho nên là mình sẽ ít làm negative confirmation. Tuy nhiên
về lý thuyết chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp positive confirmation và negative confirmation trong cùng một cuộc kiểm toán ạ. Thư xác nhận thì sẽ gửi đi như thế nào? Thứ nhất là các bạn sẽ lấy ở trên sổ của khách hàng, lấy danh mục các cái khoản phải thu, sau đó các bạn chọn mẫu. Chọn mẫu thì lúc này sẽ áp dụng các phương pháp chọn mẫu vào đây, và các bạn sẽ nhặt ra cái list đấy gửi cho khách hàng. Đồng thời mình sẽ tự chuẩn bị một cái form thư xác nhận để gửi cho khách hàng, yêu cầu là khách hàng gửi đi. Như vậy thật ra ấy, practical thì đến cái bước này là kiểm toán viên làm hết. Nghĩa là kiểm toán viên, tại sao mà các bạn là intern, các bạn staff ấy, các bạn còn rất là giỏi về kỹ thuật mail merge, bởi vì các bạn sẽ phải gửi thư xác nhận, nên là các bạn đã làm sẵn ra tất cả cái word, các bạn word ấy, các bạn merge từ cái file Excel là list mà các bạn chọn ấy, vào cái mẫu thư xác nhận. Đấy, thế là các bạn mail merge xong thì các bạn sẽ ra mấy trăm cái thư gửi cho khách hàng in ra đóng dấu, và trên cái thư đấy thì sẽ ghi rất là rõ là cho mục đích kiểm toán năm tài chính và đề nghị là khách hàng trả lời về trực tiếp cho kiểm toán viên, được chưa? Sau đấy thì tất nhiên là mình chờ rồi, đúng không ạ? Mình chờ. Nếu như nhá mà không có thư xác nhận, nếu như không có thư trả lời thì câu chuyện gì ạ? Chúng ta sẽ phải gửi tiếp một cái thư nữa, gọi là follow up circulation. Mọi người có biết tại sao mà chúng ta lại phải kiểm toán viên chuẩn bị nhưng mà lại gửi cho khách hàng, để khách hàng gửi đi không ạ? Tại sao kiểm toán viên không tự gửi đi luôn ạ? Bởi vì nói lại là kiểm toán viên không thể tự kết nối với cả khách hàng của khách hàng của mình được. Bởi vì là chỉ có khách hàng của chúng ta là đối tác với họ thì mới được phép gửi đi. Coi như cái việc mà họ gửi đi á, coi như là một cái đồng ý cho phía khách hàng tiết lộ thông tin cho kiểm toán viên, đúng không ạ? Cho nên chúng ta không thể tự tiếp cận mà phải là khách hàng của mình gửi đi, khách hàng của mình đồng ý cho họ tiết lộ cái thông tin đấy thì họ mới được tiết lộ thông tin. Thế nên nếu như mà không có thư trả lời thì lại cũng phải hỏi khách hàng, yêu cầu khách hàng gửi lại một lần nữa. Còn nếu mà cũng không có nữa luôn thì lúc này mình sẽ yêu cầu khách hàng là tìm các biện pháp khác để dục, ví dụ như gọi điện, gửi email vân vân, đúng không ạ? Và nhớ rằng là đến đoạn này nhá thì mình đang đứng trước một cái hoàn cảnh là tôi bị thiếu cái, tôi gọi là thiếu cái gì nhỉ, limitation on scope ạ, nghĩa là giới hạn phạm vi kiểm toán, tôi đang bị thiếu cái bằng chứng kiểm toán mà đã nhẽ tôi thu thập được, thì tôi không được nói rằng là ôi ông mà không gửi trả tôi thư xác nhận là tôi ngoại trừ luôn, không được nói như thế, mà mình sẽ phải thực hiện các alternative procedures. Mọi người phải đánh dấu cái chữ này lại, nghĩa là nếu mà tôi không có thư trả lời ạ mà bằng mọi cách vẫn chưa có, không có, thì tôi sẽ phải làm các thủ tục bổ sung, nhớ nhá. Và với các thủ tục bổ sung này để ví dụ như là kiểm tra các giao dịch sau kỳ, ví dụ như là tôi đang có một khoản phải thu, đúng không ạ, tôi hoàn toàn có thể kiểm tra các giao dịch nhận tiền sau kỳ để xem là nó có phải là các khoản phải thu đó không. Tôi có thể kiểm tra các cái khoản sau, không phải nhận tiền sau kỳ mà cái hóa đơn ấy, để xem là sau kỳ ấy, thì có những cái nào refund hay là tại họ không trả lời là bởi vì là họ đã trả lại hàng rồi cho nên họ sẽ không xác nhận cái khoản công nợ đấy. Đó, thì tất cả những cái đấy được gọi là các cái alternative procedures. Trong trường hợp mà tôi đã thực hiện các alternative procedures rồi mà vẫn không có bằng chứng cho cái khoản công nợ đấy thì tôi mới được nói rằng là tôi bị giới hạn phạm vi kiểm toán. Được chưa? Còn nếu như trong trường hợp mà thư xác nhận quay về nhưng lại có chênh lệch, được chưa? Thì vừa nãy mình chị có nói rồi, không phải lúc nào ý kiến khách hàng cũng đúng 100%. Lúc này chúng ta sẽ phải xác định cái số chênh lệch là bao nhiêu và mình sẽ đi điều tra, không gọi đi tìm. Ví dụ như là đây ạ, nếu mà do thời gian thì tôi sẽ kiểm tra sau kỳ để match được với nó, tôi clear được cái difference đấy hay không. Còn nếu như trong trường hợp mà không tìm được, đúng không ạ, thì tôi sẽ yêu cầu khách hàng giải thích và chúng ta sẽ phải đánh dấu phần đấy lại để xem có cần điều chỉnh hay không. Như vậy các bạn thấy rằng là ngay cả trong cái cách gửi cái thư xác nhận như thế nào, nó cũng đã thể hiện cái việc là đây là bằng chứng kiểm toán mà kiểm toán viên trực tiếp thu thập và nó đáng tin cậy ra sao, được chưa? Vậy thì với khoản phải thu thì ngoài thư xác nhận thì mình còn có cái gì ạ? Ở trang tiếp theo mọi người có hai cột ạ. Một cột là chúng ta nói về assertion, đây là cột assertion. Và đây là cột
substantive procedures. Đối với cả tài khoản account receivable, mọi người nhớ này, account receivable là tài khoản có số dư bên gì ạ? Bên debit và là asset và nó là balance. Đúng chưa ạ? Balance thì có nghĩa là chúng ta sẽ có các cái assertion liên quan đến balance. Đúng không ạ? Lại nhớ lại gì ạ? Compare. Đúng không ạ? Đối với cả balance thì không có O. Được chưa? Chúng ta có quan trọng nhất ở trong này, đấy là existence. Cái số dư đấy nó có tồn tại hay không thì chúng ta sẽ làm bằng cách là circulation. Khi các bạn gửi thư xác nhận đi, trên đó có ghi rõ số tiền và ghi rõ là của hóa đơn nào thì nó đã xác nhận được là đây là khoản công nợ này tồn tại rồi. Ngoài ra, đây là một cái thủ tục các bạn có thể lựa chọn, nó làm alternative procedures. Verify audit trail from record to source document. Các bạn nghe thì có quen không ạ? Vừa nãy chị vừa mới nói đấy ạ. Đấy là from book to to document, đúng không ạ? From book to document. Đấy ạ. Ví dụ các bạn sẽ nhặt một vài các cái khoản phải thu ở trên sổ và các bạn sẽ kiểm tra lại với các supporting document, ví dụ như là sales order, good delivery note. Tại sao chúng ta làm thế này ạ? Nói lại là vì account receivable là bên gì ạ? Bên debit. Được chưa ạ? Cho nên chúng ta sẽ làm là lấy từ sổ xuống source document. Thì bây giờ khi các bạn đã học ma trận kiểm tra định hướng rồi thì các bạn thấy chỗ này rất là dễ hiểu, đúng không ạ? Và nó đúng với cả những cái gì mà các bạn tư duy. Như vậy nếu như các bạn không có cái tờ này đi, các bạn cũng hoàn toàn có thể làm được. Là với existence thì em sẽ làm hai thứ. Một là existence là tồn tại mà, đúng không? Một là em gửi thư xác nhận xem là khách hàng có xác nhận được cái khoản này tồn tại hay không. Thứ hai là lấy ở trên sổ, đúng không ạ? Với những cái giao dịch cuối kỳ mà có số dư ở trên sổ. Ví dụ như là số dư đấy mình sẽ bắt được là nó là của cái lần bán hàng nào, hóa đơn bao nhiêu. Mình kiểm tra ngược lại xem là có thật là đã giao hàng đi không, đúng không ạ? Vậy thì mình có thể xác nhận được nó có tồn tại hay không. Thấy không ạ? Vậy thì chúng ta nhìn thấy rằng là tại sao chị nói rằng khi các bạn học ma trận kiểm tra định hướng nhá, thì khi mà đi thi bản thân các bạn cũng có thể tự viết được cái thủ tục này, vì các bạn đã biết là các bạn khi nào các bạn lấy từ sổ xuống chứng từ và ngược lại khi nào các bạn lấy từ chứng từ lên sổ. Các assertion còn lại là accuracy, valuation và allocation, đúng không ạ? Thì ở đây chỉ nôm na lại, accuracy là tính chính xác, valuation là tính gì ạ? Đánh giá, đúng không ạ? Allocation tính phân bổ. Thì ở đây có lẽ là cái quan trọng nhất là liên quan đến phần bad debt, thì nó sẽ liên quan đến valuation. Accuracy thì chỉ có trong trường hợp đấy là nếu mà cái khoản phải thu của bạn, ví dụ như là bằng ngoại tệ chẳng hạn, xong bạn phải nhân tỷ giá chẳng hạn, đánh giá chênh lệch tỷ giá như ở Việt Nam ấy, thì nó có tính accuracy nhá. Nhưng mà nếu như mà dự phòng phải thu khó đòi thì nó lại là cái assertion liên quan đến valuation. Ok chưa? Các bạn có cái assertion liên quan đến right and obligation. Thì cái này cũng sẽ được cover bởi circulation, đúng không? Bởi cái thư xác nhận. Completeness cũng liên quan đến thư xác nhận, nhưng cái tính đầy đủ này ạ, thì các bạn lại phải làm hơi ngược một tí. Đấy là khi mà các bạn muốn kiểm tra xem là có phải là không có một cái omission nào nhé, không thiếu cái gì hay không, không thiếu một cái khoản mục nào không, thì các bạn lại có thể dùng những cái thủ tục, ví dụ như là dùng từ good delivery note. Nhưng mà ví dụ như mình chọn trước hoặc là sau ngày kết thúc năm tài chính chẳng hạn, đúng không ạ? Để xem mà ghi nhận có đúng kỳ hay không á, để ghi nhận có đầy đủ hay không á, đúng không ạ? Thì đây là cái tình huống rất đặc biệt, vì chúng ta sẽ chọn một cái specific time around quanh cái year end balance. Thứ hai nữa là thông thường thì completeness ấy, là mình sẽ phải dùng các cái chỉ số, nghĩa là mình sẽ phân tích, ví dụ như mọi người phân tích gì nhá, account receivable đây, đúng không ạ? Hoặc là aging report vân vân, thì để các bạn có thể phân, các bạn có thể nhìn ra cái sự biến động bất thường của nó ở cái completeness. Như vậy mọi người nhìn thấy là khi chúng ta học một cái account, mọi người nhìn này, khi các bạn học một cái account nhé, các bạn cần cái gì? Thứ nhất là các bạn cần nhìn xem key risk ở đâu. Thứ hai là có một thủ tục gì quan trọng nhất của cái
của cái tài khoản đấy. Quan trọng đến nỗi mà không làm thì không được ấy. Đấy. Thứ hai nữa là các bạn sẽ tiếp cận ở dưới dạng là assertion, thì tương với các substantive procedures đi. Ok chưa ạ? Rồi, cho chị hỏi mọi người là đối với tài khoản account receivables, mọi người đã audit answer được bài nào có account receivable chưa, và mọi người có thể có câu hỏi gì không ạ? Hoặc là như cái phần vừa rồi mình vừa học ấy ạ, thì mọi người có câu hỏi gì không? Mọi người đã kịp audit answer câu nào có account receivable ạ? Rất nhiều đề bài có account receivable đấy ạ. Mọi người chưa học bài đúng không? Không ai là gì, nghĩa là chắc chắn chưa học bài rồi. Xin nói với mọi người là bây giờ chúng mình đang ở giữa tháng 10 rồi nhá. Các bạn chỉ còn có 1 tháng rưỡi nữa là thi nhá. Rồi, chưa học bài, cho nên là bây giờ dở một bài ra. Các bạn dở cho mình bài March and June 2017. Được chưa? Mình vừa học bài receivable, nhưng ngược lại nó là trade payable thì cũng gần giống như vậy. Cho nên là để cho nó nhanh thì mình sẽ các bạn sẽ đọc luôn cho mình một cái bài câu 17 của đề này. Mình chỉ làm thử một tài khoản thôi ạ. Chị ơi, chị cho em hỏi với ạ. Ôi, em hỏi đi. Vâng, em có review qua đáp án hôm nọ ấy ạ. Thì em thấy nó có một thuật ngữ gọi là window dressing ấy. Thì chị có thể giải thích em cái đấy được không ạ? Window dressing đấy là nằm trong thủ tục gì? Em nhớ là Em em có nhớ nó review nằm qua trong thủ tục cái gì trade không? payable hay sao đấy. Như vậy là em chỉ đọc như đọc truyện thôi đúng không? Em không làm đúng như chị dặn khi làm audit answer đúng không? Kiểu em đọc nhưng mà không nhớ được hết thì em có nốt, em chỉ nốt mỗi là Thế window thì đọc dressing ở đây là gì. như thế nó không có ý nghĩa gì hết. Em có nhớ chị dạy cách audit answer như nào không? Không nhớ chị dạy cách audit answer như nào đúng không? Chị nghe Bài với em cả hỏi đọc là chị biết ngay là em không làm đúng như chị nói, mà em chỉ dở answer ra để em đọc thôi. Nên em mới không biết cái từ đấy nó gắn với thủ tục nào. chị ơi, cái window dressing của anh hỏi thì em có đọc nằm ở trong câu C, substantive procedure for bank balance. Đúng rồi, nhưng mà nó nằm ở thủ tục gì? Chị đã dặn bọn em là Balance sheet for window dressing. Theo em có tra thì cái này hình như là làm đẹp báo cáo tài chính đúng không ạ? chị đang hỏi là ở thủ tục gì ấy? Thủ tục, viết một thủ tục nó có mấy phần? Phần thứ nhất là động từ, nhớ không? Phần thứ hai là làm cái động từ đấy trên cái gì, đúng không? Thế bây Nó giờ là câu hỏi của review chị là trong đây là phút thủ tục gì? Nghe chị nói này, bọn em mà không làm đúng cái gì chị dặn ấy, thì thực ra bọn em rất mất thời gian, bởi vì chị đã dạy bọn em cách audit answer rồi. Và cái cách audit answer đấy chị đã nói rất seriously là phải làm đúng. Thứ nhất, đọc đề bài. Thứ hai, không được dở answer mà dở marking scheme để xem các cái keywords, nghĩa là chính là các thủ tục đấy là người ta làm gì, đúng không ạ? Sau khi em xem xong cái đấy rồi và em so với cả cái phần planning của bọn em viết ra có cái gì là bọn em không đúng không, ví dụ bọn em sẽ không bao giờ nghĩ ra cái thủ tục liên quan đến window dressing đấy. Thực ra thủ tục đấy là thủ tục nếu như chị đoán không nhầm nhá, thì thủ tục đấy là thủ tục phân tích cái báo cáo tài chính để xem nó có bị làm đẹp không. Có thể bọn em không nghĩ ra được cái thủ tục đấy, thì lúc đấy bọn em phải học học cái gì, học cái họ viết thế nào. Ví dụ cái thủ tục phân tích, chị cũng đã nói với các bạn về thủ tục phân tích rồi. Cái thủ tục phân tích là như là mình phân tích báo cáo tài chính ở môn F3 và môn F7 ấy,
Nhưng cái con mắt của cái người làm kiểm toán thì không nhìn như là môn F3 và môn F7. Nếu như em học môn F3, em phân tích báo cáo tài chính là để em xem là em có thuộc cái cách tính các chỉ số hay không. Nếu như môn F7 em học phân tích là để em biết là các cái biến động của các cái chỉ số nó ảnh hưởng trên báo cáo như thế nào. F5 học để biết được là so với budget thì ra sao. Nhưng riêng F8 học là có một ý nghĩa khác, là để xem là với những cái biến động hiện tại trên báo cáo tài chính thì những cái biến động này nó có hợp lý không, nó có thể hiện ra có rủi ro gì hay không. Và window dressing là một trong những cái rủi ro mà kiểm toán viên có thể nhìn thấy được. Ví dụ, không phải bọn em chưa gặp đâu, em đã gặp rồi đấy. Trong một số bài về audit risk and auditor's response, bọn em gặp cái tình huống là họ phải mua sắm, họ phải đầu tư rất nhiều và họ phải phát hành thêm cổ phiếu, họ phải đi vay ngân hàng. Tất cả những cái áp lực đấy làm cho họ phải có báo cáo tài chính rất là đẹp. Và khi mình phân tích ý, mà khi mình nhìn vào phân tích báo cáo tài chính ý, mình nhìn thấy nó có xu hướng là tài sản thì overstate, chi phí thì understate, để overstate profit, thì mình hiểu rằng là họ đang window dressing. Để làm gì? Để người ngoài người ta nhìn vào ạ, người ta thấy rằng công ty này giàu có hơn, đúng không ạ? Ví dụ như bởi vì em đang under overstate tài sản mà, thì người ta nghĩ rằng tổng tài sản của em tăng lên. Người ta nhìn thấy profit tăng lên, người ta nghĩ rằng năm nay em làm ăn có lãi. Đấy là window dressing. Cái từ xuất phát của cái từ window dressing nó giống như là một cái người bán hàng, người ta bày hàng trong tủ kính ạ. Để làm thế nào? Người ta ở trong người ta có thể bán những cái hàng rất là xấu, nhưng mà trong tủ kính thì người ta bày những thứ đẹp. Để làm gì? Để cái người ngoài đường người ta đi qua ấy, người ta thấy bắt mắt mà người ta rẽ vào, đúng không ạ? Vậy thì với cái việc window dressing nó chính là thể hiện cái việc làm đẹp báo cáo tài chính. Thế nếu như mà mình chỉ học cái từ window dressing thôi, không thôi. Nếu như như bạn Cường hỏi chị mỗi từ window dressing mà chị giải thích, chị chỉ cần giải thích một câu như thế thôi, đúng không? Thì em sẽ không học được đấy là cái thủ tục phân tích và đấy là rủi ro mà kiểm toán viên nhìn thấy họ đang window dressing. Thì cũng có nghĩa là tài sản đang có xu hướng bị overstate và chi phí đang có xu hướng understate, để mình tìm và mình nhìn nhận ra những cái rủi ro và tương ứng mình phải đưa ra các response tương ứng, đúng không? Thế thì cái thủ tục phân tích đấy nó không mang lại assertion, nhưng mà nó mang lại cái khoanh vùng rủi ro để mình có thể đưa vào. Cho nên là chị phê bình nhá, là khi em audit answer là em phải làm đúng như chị dặn và em phải học được từ cái answer đấy, chứ không phải là em audit answer xong em thấy không, cái từ nó không biết em dừng luôn. Hoặc là em ghi lại để hỏi chị. Thế còn thì cả cái câu quan trọng nhất của người ta là cái thủ tục đấy là gì, để đạt mục đích gì thì lại không nhớ, đúng không? Không phải em đọc qua em chỉ nhớ thế thôi, không được đâu nhá. Cường hiểu ý chị chưa? Dạ vâng ạ. Rồi ok, mọi người đọc cho chị bài 17. Mặc dù mình học Account Receivable, nhưng mà rất tương tự với Account Receivable thì mình sẽ có tài khoản Account Payable. Nó tương tự là vì sao ạ? Tương tự là vì cũng liên quan đến bên thứ ba. Cho nên cái tương tự ở đây ạ, là tương tự về cái thủ tục gửi thư xác nhận. Nhưng nó không tương tự ở chỗ là nếu Account Receivable là Debit Balance thì Trade Payable lại là gì ạ? Credit Balance. Đúng không ạ? Vậy nên là bây giờ chị muốn mọi người nghĩ xem bài này, đây là một câu hỏi rất, chị nghĩ là rất khó. Bài 17 này khó. Lý do là ở câu A họ yêu cầu chúng ta là describe the substantive procedures the auditor performed to obtain evidence. Nhưng mà lại liên quan đến gì ạ? Completeness. Thấy không ạ? Sau đấy câu B ạ, người ta vẫn hỏi tiếp về trade payable and accrual cơ. Và người ta bảo là ngoài những cái thủ tục của câu A ra thì còn những thủ tục gì cơ ạ? Cho nên là đây phải người ta sẽ kiểm tra là các bạn nắm rất là chắc. Nắm cái gì? Một là các bạn phải nắm được các cái thủ tục liên quan đến tài khoản này. Hai là các bạn phải nắm được các assertion liên quan đến tài khoản này, đúng không ạ? Vì họ kiểm tra thử một cái completeness. Ví dụ như thế này thì người thấy là trong tình huống này ạ, ESOP mua materials từ rất nhiều các nhà cung cấp, đúng không ạ? Và chính sách của công ty là sẽ đóng cái sổ purchase ledger just after the year end, and the financial controller is responsible for identifying goods which were received pre-year end, but for which no invoice has been received. Bởi vì có những cái hàng mà sẽ nhận vào kho nhưng chưa có hóa đơn, thì cái ông financial controller sẽ chịu trách nhiệm là
ghi chép và báo cáo những cái hàng đó để làm gì ạ? Để accrue, để dự phòng trước. Nói về kế toán nhé, ở F3 mọi người đã học rồi, cái khác biệt giữa trade payable và accrual là trade payable thì có invoice. Cho nên khi các bạn ghi nhận vào trade payable ấy, là các bạn đã ghi được một cách chính xác số tiền và chính xác nhà cung cấp luôn, đúng không ạ? Nhưng accruals là cái tài khoản chúng ta dành cho những cái khoản mục mà đã phát sinh rồi, phải ghi vào rồi nhưng mà chúng ta chưa nhận được invoice. Not yet received invoice. Nhưng mình vẫn phải ghi. Cho nên về độ uncertainty thì trade payable là certain 100%, nhưng accrual thì con số nó có thể không chính xác. Và cái việc con số có thể không chính xác này, nó xảy đến, nó gây ra hai chuyện. Chuyện thứ nhất là có thể không ghi đủ và ảnh hưởng đến tính completeness, được chưa? Và cái thứ hai là có thể không ghi chính xác về số tiền, đúng không ạ? Thì nó sẽ ảnh hưởng đến tính accuracy, đúng không ạ? Tuy nhiên chưa có hóa đơn, thế thì mình làm thế nào? Vậy thì với cái tính completeness, nói lại này, completeness có nghĩa là mọi người chỉ cần nhớ cái keyword thôi, là no omission, nghĩa là không có cái nào bị thiếu, hay một diễn giải một cách đầy đủ, dài dòng hơn ấy, thì là trong năm có bao nhiêu giao dịch thì đã được ghi nhận đầy đủ hết rồi, thì là cái assertion completeness, đúng không ạ? Vậy mọi người nhìn lại này, vừa nãy chúng ta nói với nhau về completeness, chúng ta nói gì đấy ạ? Nó có liên quan đúng không ạ? Chúng ta sẽ tìm kiếm từ các cái source document, ví dụ select các cái sample good delivery note này, thấy không ạ? Invoice này, rồi individual ledger này, đó. Bây giờ mình cũng sẽ làm như vậy, và cái handout này nó giúp các bạn cái chuyện này. Thứ nhất là mình sẽ thấy rằng là chúng ta có thể nói các cái thủ tục của mình. Thứ nhất là cái gì ạ? Mình sẽ nhìn thấy rằng là mình check, mình kiểm tra, mình vouching. Nhưng bây giờ là good gì ạ? Receipt note, cái phiếu nhận hàng, đúng không ạ? Before year end, đúng không ạ? To ensure the good received and recorded on the ledger. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ kiểm tra cái phiếu nhập hàng trước cái ngày kết thúc năm tài chính để đảm bảo là hàng thực nhận rồi và cũng đã record trên the ledger rồi. Thì cái này là đảm bảo cái tính gì đấy ạ? Completeness, đúng không ạ? Hay là cái thủ tục thứ hai ở hay nào mà mình nhìn thấy enter the invoice, đúng không ạ? Được enter vào daybook và individual ledger. Bởi vì ở đây nhá, mọi người nhớ rằng là hồi môn F3 ấy ạ. Nếu mà trong trường hợp mọi người cho F3, chị phải nói lại này. Các bạn có document, các bạn có invoice. Ở đây là invoice ạ. Các bạn sẽ ghi cái invoice này vào daybook. Đây là mua hàng thì sẽ là purchase daybook. Bán hàng thì nó là sales daybook. Cái daybook này không phải là cái sổ chữ T đâu. Hàng tuần, hàng tháng gì đấy ạ, thì họ mới tổng hợp cái số này lại, đúng không ạ? Sau đấy họ mới ghi lên gì ạ? Ledger. Thấy không ạ? Cho nên tại sao ở đây tôi nói rằng là tôi check là được record on the ledger là vì như thế. Và song song với cái daybook này thì người ta ghi vào một cái nữa, đấy là individual ledger. Là ông A bán cho tôi bao nhiêu, ông B bán cho tôi bao nhiêu. Để làm gì ạ? Để ghi nhận công nợ. Đúng chưa ạ? Và vì thế nên ở môn F3 chúng ta có một cái bài toán, chúng ta có một cái bài, đấy là bài reconciliation account, ARAP reconciliation nhé. Là vì chúng ta có hai cái ledger như thế này. Đó, thế thì cái thủ tục ở trên là tôi đã check cái ledger này, đúng không ạ? Bây giờ cái thủ tục thứ hai là tôi vouching the invoice received to the daybook, purchase daybook and individual ledger to ensure. Nào, cũng là completeness này, nhưng tôi không viết là completeness nhá. Không viết là to ensure the completeness
Mà giờ tôi tuyên cho cái gì ạ? No admission occur. Không có cái giao dịch nào bị gì ạ? Bị thiếu cả. Đúng không ạ? Rồi bây giờ tôi nói một tí, chúng ta nói một tí đến cái thủ tục mà chúng ta nhìn thấy ở đây đấy là ensure the individual ledger is reconciled with the control account. Thấy không ạ? Ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là dù các bạn có làm AA hay AP thì chúng ta đều có cái thủ tục reconciliation. Và khi mà chúng ta học môn F3 ấy ạ, chúng ta đã làm rất là giỏi cái reconciliation này bằng cách làm so sánh giữa cái sổ chi tiết của một cái khoản phải thu đấy với cả control account, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải làm cái việc là chúng ta sẽ test the reconciliation. Between account payable, control account. And individuals account to ensure all the record reconcile. Nếu như tôi biết là tất cả các giao dịch trong kỳ đều đã được đối chiếu rồi thì tôi đảm bảo là nó không bị thiếu nữa, đúng không ạ? Rồi, tại sao mà họ cho các bạn 4 điểm? Là vì bốn thủ tục, đây là số 1, đây là số 2, đây là số 3. Số 4 tôi sẽ nói về accrual, đúng không ạ? Tôi sẽ kiểm tra sau kỳ, tôi sẽ dùng các cái sau kỳ, đúng không ạ? Tôi sẽ check the post-year end invoice with the accrual balance to ensure the purchase transaction before the year end is accrued. Bởi vì là những cái giao dịch mà mua hàng nhưng chưa có hóa đơn thì chúng ta sẽ phải accrue, nên là sau khi mà năm tài chính kết thúc thì tôi sẽ nhận được hóa đơn, đúng không ạ? Vậy tôi sẽ check những cái invoice mà nhận được sau kỳ, xem là những invoice này tôi đã ghi nhận vào cái tài khoản accrue trước đó chưa, đúng không ạ? Vậy mọi người nhìn thấy rằng là dù tôi còn hơi gì thì nói, trong tất cả những cái thủ tục tôi vừa nói ạ, đều nói đến một ý, đấy là tính đầy đủ, đấy là không bị sót. Làm thế nào để nó không bị sót? Đấy ạ. Thì cái tính completeness này nó sẽ là keyword cho mọi người, được chưa ạ? Vậy thì tại sao mà chị phải show cái bài này để mọi người nhìn thấy là cái việc học theo cái handout này nó rất là quan trọng, bởi vì cái handout này nó đã giúp cho các bạn cái gì đấy ạ? Cái assertion ở bên cạnh, và mời các bạn học các cái thủ tục ở ở bên cái cột bên tay phải của mọi người. Ok nhá. Rồi ạ. Với cái thủ tục về sales and revenue thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là thực ra cái thủ tục này khá là khó, và nó cũng không phải là những cái thủ tục nghĩa là tự mình bịa ra được, mà thường thì nó sẽ phải đi theo các cái case study, nghĩa là nó sẽ đưa ra trong một số tình huống cho mình, nên là chúng ta sẽ chỉ nhìn vào những cái thủ tục chính thôi. Thứ nhất là đối với cả sales revenue, cái mà chúng ta quan tâm nhiều nhất đấy là tính accuracy. Nhớ nhá, tính accuracy thì lại có rất nhiều thủ tục. Các bạn có thể phải xem là giá có đúng hay không, cũng là accuracy. Discount có đúng hay không, cũng là accuracy. Mà kể cả là cộng trừ nhân chia trong cái invoice không hồi ạ, thuế má có đúng hay không cũng là tính accuracy rồi. Cho nên là riêng accuracy là phải, nghĩa là cái chỗ nào có số thì tự khắc là có accuracy, đúng không ạ? Thì các bạn đã có thể làm được đến 3 thủ tục rồi. Thứ hai là nói đến tính completeness, bởi vì cứ có những cái gì mà liên quan đến xuất hàng rồi bán hàng đấy, hay như nhập hàng ấy, thì đều có tính đầy đủ và đều có tính cắt off hết.
Nên là riêng sales revenue ấy, thì nó có cả hai completeness để nói rằng là chúng ta sẽ không bị ghi sót một cái giao dịch bán hàng nào, đúng không ạ? Và vì thế nên mình phải quay lại từ câu chuyện gì ạ? Order, xong rồi đến xuất hàng, xong rồi đến bán hàng đấy ạ, để đảm bảo là tất cả những cái giao dịch đấy thì đều đã được ghi nhận trong sổ rồi, không bị sót một cái giao dịch nào là giao hàng đi mà lại không không ghi vào sổ. Nhưng ở đây nó có một cái đặc tính đấy là có cut off. Tại sao nó lại có cut off? Bởi vì sales revenue là một transaction, không phải là balance, bởi vì nó nằm ở trên P&L. Nên là nó có cái tính thời điểm xảy ra, nó có tính xảy ra, và vì thế nên nó có tính cut off, tính đúng kỳ ấy, nghĩa là xảy ra có đúng vào cái lúc đấy hay không. Thì mình sẽ nhìn vào cái last good delivery note để mình xem là các cái lần giao hàng cuối cùng nhá thì được ghi nhận có đúng kỳ hay không. Ví dụ như là mọi người có nhớ cái buổi học mà chúng ta nói về các cái phương thức vận tải không ạ? Đấy ạ. Ví dụ như bây giờ tôi giao hàng đi là ngày 28 tháng 12 nhưng mà đến khách hàng lại là ngày 5 tháng 1 cơ. Tôi mất một tuần ở trên biển. Thì lúc này có ghi nhận doanh thu hay không? Đấy là câu hỏi mà chúng ta sẽ phải kiểm tra xem có đúng tính cắt off hay không. Và câu trả lời sẽ không phải là có hay không, mà sẽ phải là trên cái hợp đồng bán hàng ấy, thì phương thức vận tải của tôi là gì? Nếu phương thức vận tải của tôi là ex-work mà 28 tháng 12 ra khỏi kho thì tôi phải ghi nhận là tôi đã bán hàng rồi. Nếu phương thức vận tải của tôi lại là ship mà mùng 1 tháng 1 mới rời khỏi cảng Hải Phòng thì tôi lại chưa được ghi nhận doanh thu mà phải ghi nhận doanh thu sang năm sau. Thấy không ạ? Cho nên không nói được là yes or no, mà chúng ta sẽ phải kiểm tra good delivery note trong năm và chúng ta sẽ xem là với những cái giai đoạn chấp chới quanh những năm tài chính như thế ấy, thì ghi nhận như thế nào. Cái này mình đã học cái hôm mà mình học phương thức vận tải rồi, đúng không ạ? Ở đây chúng ta dùng thủ tục phân tích. Bởi vì sao ạ? Bởi vì doanh thu ấy ạ, là cái khoản mục mà rất hay bị overstate. Cho nên là mình sẽ phải, nghĩa là đấy ạ, window dressing là thể hiện ở đây đấy. Window dressing là gì ạ? Là để cho người ta nhìn thấy mình khá khẩm hơn so với bản thân, bản chất của mình, đúng không? Cho nên là nếu như muốn tăng lãi lên chỉ có một cái là ghi nhận doanh thu khống đấy ạ. Thế nên là chúng ta sẽ sử dụng cái thủ tục phân tích ở đây rất là nhiều. Ví dụ như là mình sẽ xem là năm doanh thu năm nay so với năm trước như thế nào, so với budget ra sao, hay là kiểm tra cái gross profit. Bởi vì nhiều khi ấy, thì họ lại chỉ quan tâm đến chuyện là tăng doanh thu thôi, và đồng thời là họ cũng không ghi tăng gross profit, thì gross profit sẽ biến động lớn ngay, dễ nhìn ngay, đúng không ạ? Và một cái thủ tục nữa liên quan đến sales revenue và liên quan đến cái tính measurement, hay là measurement ạ, hoặc là valuation. Đấy là nếu như có những cái hàng trả lại hoặc là discount thì có được ghi nhận đúng hay không, đúng không ạ? Thì mình sẽ trace through to the original invoice. Ở đây mình nhìn thấy là chúng ta đang kiểm tra từ cái credit note để chúng ta trace back về original invoice. Ngoài ra các bạn hoàn toàn có thể làm các cái thủ tục, còn nhiều thủ tục có thể làm về sales revenue, nhưng mà phải tùy theo cái case by case mà chúng ta có ở trong cái đề bài thì mình sẽ có thể đưa ra các thủ tục. Ví dụ nhé, người ta nói rằng là phòng bán hàng chẳng hạn, đúng không ạ? Và hàng tháng phòng bán hàng sẽ gửi một cái report sang để đối chiếu với kế toán chẳng hạn. Đấy ạ, các bạn hoàn toàn có thể dùng cái thông tin đấy để có một cái independent document để kiểm tra sales and revenue. Ok dạ. Rồi mình đã đi sang AR xong rồi này. AR thì có thủ tục rất là quan trọng là thủ tục gửi thư xác nhận, và cái đấy mình cũng có thể làm với AP tương ứng. Các bạn đã có sales revenue, và trong sales revenue thì thủ tục cut off và thủ tục phân tích là hai thủ tục key. Và bây giờ mình sẽ sang cái một cái thủ tục nữa trong buổi hôm nay, đấy là inventory. Với thủ tục inventory ấy, thì các bạn phải hiểu một điều là như thế này. Cái thủ tục inventory nó rất là khó. Lý do tại sao nó khó? Khó là bởi vì nó có một cái thủ tục, đấy là inventory, attend the inventory count. Và khi các bạn attend the inventory count thì các bạn phải hiểu như này ạ. Inventory về thực chất ấy, nó chỉ là Q nhân với P thôi. Q nhân với P nghĩa là quantity nhân với cả price. Như vậy khi các bạn test inventory ấy, các bạn phải test cả quantity và test cả price. Price ở đây thì là liên quan đến valuation. Nhưng mà lúc đấy các bạn sẽ phải nhớ lại hết những cái gì các bạn học ở F2 và F3 về các cái loại FIFO rồi weighted average cost vân vân.
Còn quantity thì các bạn phải đi chứng kiến kiểm kê. Và đấy là lý do vì sao mà inventory rất nhiều thủ tục, có thể kể ra hàng trang thủ tục ấy ạ, cũng không hết được. Và với inventory thì không ai người ta để cho các bạn không chưa có kinh nghiệm làm phần này cả. Bởi vì chỉ riêng có tính giá thành, hiểu được cái bảng tính giá thành và reperform, recalculate lại bảng tính giá thành thôi thì cũng đã rất mệt rồi. Chưa kể là còn đưa ra các cái judgment về phân bổ của họ hợp lý hay không, của khách hàng hợp lý hay không, đúng chưa? Với phần này ạ thì các bạn sẽ, tất nhiên là các bạn sẽ đi thi để sẽ có case study, nhưng mà sẽ có những cái phần mà các bạn sẽ phải tự viết, và đặc biệt là các bạn sẽ phải tự viết các thủ tục liên quan đến việc là attend inventory count, tham gia chứng kiến kiểm kê. Nếu như mà các bạn có đi làm ở một công ty kiểm toán thực sự ạ thì các bạn sẽ thấy là cái phần này được huấn luyện rất là kỹ, và có lẽ là khoảng tầm này này bắt đầu được huấn luyện rồi này, bởi vì là đến cuối năm thì sẽ được đi, thì sẽ bắt đầu là đi kiểm kê cho cái ngày 31 tháng 12, như ở miền Bắc là đi ngày 31 tháng 12. Chúng ta sẽ chia ra, thực ra đây cũng không phải là ai nghĩ ra hay bốc phét ra đâu ạ, mà đây là chuẩn mực yêu cầu như thế đấy ạ, là công việc của kiểm toán viên thì sẽ chia ra là trước, trong và sau khi kiểm kê. Chị nói nhanh là mọi người có thể tự take note là cho handout nhé. Khi mà trước khi kiểm kê ạ thì chúng ta sẽ phải chuẩn phải planning cho cái inventory count. Chúng ta planning thế nào ạ? Đây là giai đoạn này, giai đoạn planning nha. Planning ở đây bao gồm hai việc. Một là planning với khách hàng. Ví dụ như là phải confirm về địa điểm, confirm về ngày giờ. Các bạn nghĩ xem ạ, nếu như các bạn không liên hệ với khách hàng và hỏi về cái kiểm kê của họ thì đến khi mà các bạn đến có khi người ta làm xong rồi. Thế nên là thứ nhất là liên quan đến khách hàng là phải planning. Kể cả những cái planning như là yêu cầu khách hàng gửi trước danh mục hàng tồn kho, gửi trước hướng dẫn kiểm kê của họ. Bởi vì nhiệm vụ của chúng ta, mọi người nhớ rằng là chúng ta đến để kiểm kê, để chứng kiến kiểm kê ạ. Chúng ta không bao giờ là, đừng nói là chúng ta đi kiểm kê, chúng ta không kiểm gì hết. Chúng ta chỉ chứng kiến kiểm kê thôi. Và nhiệm vụ của mình chứng kiến kiểm kê để nhận định ra hai điều. Điều thứ nhất là họ có làm đúng, đáng tin cậy cái việc kiểm kê hay không, thì họ mới có cái hướng dẫn kiểm kê, đúng không ạ? Và họ phải làm đúng cái hướng dẫn kiểm kê đó. Vậy thì phải xin hướng dẫn kiểm kê chứ, rồi đến mới biết là họ làm đúng hay không, đúng không ạ? Thứ hai là cái số lượng hàng hóa mà họ kiểm nhé, thì nó có tồn tại thật hay không, thì chúng ta phải có mặt ở đấy để mình có lấy mẫu, đúng không ạ? Vậy nên là tại sao chúng ta cần phải planning, chúng ta cần phải lấy trước cái hạng, cái danh sách hàng tồn kho ấy ạ, là để chúng ta xem là cái hàng hóa nào chúng ta cần lấy mẫu. Ví dụ như mình sẽ lấy mẫu vào những cái materials, nghĩa là nó, sorry mọi người đừng nghe từ material mà nghĩa là vật liệu nhé, lấy những cái nào trọng yếu, ví dụ như là những cái đơn giá cao chẳng hạn, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ, hoặc là những cái mà chúng ta thấy nó dễ nhầm lẫn chẳng hạn, chúng ta sẽ chọn đấy ạ, và mình phải chọn sẵn ở nhà nhé. Đó, sau đó mình mang cái tờ giấy của mình đi, đúng không? Tiếp theo là mình sẽ phải planning cái việc là năm ngoái có vấn đề gì hay không, có ghi ở trong file năm ngoái hay không, rồi họ có gửi hàng ở đâu hay không. Nếu mà gửi hàng thì tôi có phải xác nhận với bên thứ ba hay không đấy ạ. Đấy là giai đoạn planning. Sau khi mà planning xong rồi thì mình sẽ đi đến khách hàng, đúng không ạ? Và trong lúc mà mình đi đến khách hàng ấy ạ thì mình sẽ phải observe, mình sẽ phải xem, mọi người nhớ nhá, là observe thôi nhá, nghĩa là chúng ta sẽ quan sát ạ, xem là họ đếm như thế nào. Thứ hai là chúng ta cũng sẽ thực hiện các cái thủ tục cần thiết, ví dụ như là đếm mẫu, ví dụ như là xem là có hàng hóa ạ, có bị hỏng không, có bị giảm giá hàng tồn kho hay không. Ví dụ như là như bọn mình đi kiểm kê nhé, bọn mình nhìn thấy rằng là họ để lẫn cái finish good với cả WIP. Như vậy thì làm sao mà họ biết được là số lượng thành phẩm chính xác là bao nhiêu, hay là liệu là họ có dừng sản xuất trong lúc kiểm kê không? Rồi mình vừa đếm xong thấy một cái xe nâng đi vào rút đến ủi cả. Thế thì tự nhiên cái chỗ mình vừa đếm nó sai rồi còn đâu, đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào để vừa kiểm kê mà vừa sản xuất được? Thì sẽ có những cái cách, ví dụ như là sẽ phải ước tính xem là ngày hôm nay thì họ sẽ sản xuất bao nhiêu, và họ sẽ để riêng ra một cái khu vực là chỉ để lấy trong cái phần đấy thôi, còn lại phần còn lại là đếm và không chạm vào cái phần đếm đấy, đúng không ạ? Sau đấy đến cuối ngày thì tôi quay ra tôi đếm nốt cái phần họ đã để riêng ra. Đấy, có rất nhiều cách để có thể làm như thế. Nhưng mà nếu như họ không có quay được cái việc đấy ạ, mà họ vừa đếm họ vừa sản xuất ạ, thì trong lúc quá trình mình kiểm kê mình sẽ nhìn thấy, và mình sẽ nhìn thấy rằng là thế thì cái số liệu đấy là không chính xác, đúng không ạ?
tiếp nữa là mình cũng sẽ kiểm tra xem là có những cái hàng nào mà đang gửi các bên thứ ba hay không, hoặc là có hàng ở bên thứ ba gửi ở kho này hay không. Đấy ạ, thì mình sẽ nhìn thấy trong cái quá trình kiểm kê. Cho nên tại sao mà kiểm toán viên đi kiểm kê cũng thực ra cũng rất là cần có kinh nghiệm rồi, chứ không phải là các bạn mới. Vì thường các bạn mới sẽ hay bị gặp cái tình huống đấy là khi các bạn kiểm mẫu nhé, thì các bạn, vì các bạn ở nhà, các bạn không lấy mẫu trước, các bạn không confirm với senior về việc là sẽ lấy mẫu những cái item nào, thế là các bạn cứ chọn đại đi thôi. Và khi các bạn chọn thì có nhiều tình huống bọn mình bị đấy là mang về thì không dùng được. Bởi vì sao? Bởi vì những cái mẫu mà các bạn chọn giá trị nó quá nhỏ, cho nên khi mà lên cái tổng thể mẫu thì nó không cover được bao nhiêu so với tổng thể cả. Đấy, thì lúc đấy sẽ rất là khó cho cái người làm hàng tồn kho để đưa ra một cái nhận định là họ đến đã chính xác rồi. Mà đặc biệt là trong cái tình huống thực ra ở Việt Nam thì rất nhiều các công ty là có hệ thống kiểm soát nội bộ là không tốt. Đấy ạ, thì đấy là trong lúc kiểm kê. Tất nhiên đây là mình học môn audit, cho nên là mình chỉ học thủ tục diễn ra trong kiểm kê thôi. Còn nếu như các bạn đi làm kiểm toán thì các bạn sẽ được huấn luyện là lúc đấy các bạn phải như thế nào. Và có những cái hướng dẫn các bạn, ví dụ như là phải đếm lần lượt như thế nào, lấy mẫu ra sao, rồi với những cái dấu hiệu như thế nào thì các bạn sẽ phải kiểm lại, vân vân. Ví dụ như các bạn đếm xong các bạn thấy khác với cả cái từ, các bạn có thể đếm cùng không, hay là các bạn phải đi sau, các bạn đếm sau. Đấy là thì lúc mà các bạn đi làm kiểm toán thật, các bạn sẽ học những cái đó thì để các bạn có những cái nhận định chính xác về cái buổi kiểm kê đó. Sau khi kiểm kê thì các bạn sẽ phải làm một cái động tác, đấy là thu thập cái final inventory sheet, nghĩa là cái biên bản kiểm kê và photo để lấy về. Để làm gì? Để mình so sánh với cái tờ mà mình lấy mẫu. Nếu như các bạn đã lấy mẫu rồi, sau đó các bạn có kết quả của kiểm toán viên thì các bạn phải so với cái gì mà họ đã đếm. Chứ nếu mà mình chỉ lấy mẫu cho vui vậy thôi, không biết là số thật nó là bao nhiêu, đúng không ạ? Thì lúc đấy các bạn sẽ nhận định được là cái tính chính xác ở trên inventory sheet thế nào. Và mọi người đừng quên là cái inventory sheet này là cho mình cái kết quả để chúng ta cái quy quantity, và từ đó thì nó sẽ lên cái P. Tiếp nữa là thực ra cái này thì nếu các bạn đi làm kiểm toán thì phải là kỹ hơn. Đấy là cái tờ lấy mẫu của mọi người, của kiểm toán viên ấy, thì sẽ được giữ, chứ không phải là đưa cho khách hàng, và cũng không phải lấy mẫu thẳng vào cái tờ của khách hàng. Bởi vì có rất nhiều tình huống đấy là khách hàng họ điều chỉnh, sau khi mà mình kiểm xong rồi họ lại điều chỉnh thì mình sẽ biết, bởi vì mình có mẫu ở trong tay, đúng không ạ? Thì mình sẽ phải so lại với cái mẫu của mình. Cho nên là cái số lượng mẫu của kiểm toán viên lấy mà càng nhiều và càng cover được những cái high value item thì sau nó càng chính xác. Đối với cả những cái loại mặt hàng mà gọi là slow moving hoặc là obsolete inventory line thì mình sẽ phải ghi chép lại là nó bị slow moving như thế nào. Ví dụ như là không bán được mấy tháng rồi, hay là bị giảm giá trị như thế nào, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ xem là mình có ghi chép được những cái slow moving, hoặc là trao đổi với khách hàng xem là mình tích lập dự phòng như thế nào, mình write down như thế nào, được không ạ? Đấy ạ, thì trong cái phần inventory thì mình sẽ có cái thủ tục rất là quan trọng là inventory count, thì mọi người lưu ý như thế. Mặc dù là trong mấy cái EP gần đây thì không có inventory count, thế nên là nghĩa là không có cái thủ tục về inventory count. Tuy nhiên mọi người tất nhiên là mọi người vẫn phải học ạ, không bỏ qua được, biết đâu đến khi này có hay sao, đúng không? Rồi ngoài cái việc count chỉ cho mình cái quantity thôi, đúng không? Còn lại thì chúng ta vẫn phải thực hiện đầy đủ với các cái assertion của inventory. Ví dụ như là đối với cả assistant completeness thì hầu hết là chúng ta sẽ làm trong inventory count, hoặc là assistant mình nhìn thấy trong inventory count ạ. Nhưng mà đối với cả hàng tồn kho ấy thì còn có một cái tính chất rất là quan trọng, đấy là tính accuracy, vì cái này nó liên quan trực tiếp đến cái price. Và nếu như mà mình nhìn vào price ấy, thì mình sẽ biết đấy là chúng ta sẽ phải kiểm tra không chỉ là giá mua với phương pháp ví dụ như là first in first out, đây này, cross is correctly stated, mà nói đến các cái phương pháp first in first out hay là weighted average cost, mà chúng ta còn phải nói đến cái gì ạ?
đến cái net realizable value, bởi vì chúng ta biết là chúng ta đang audit là audit cái balance of inventory, đúng không ạ? Và khi tôi audit balance of inventory á, thì tôi cần một cái điều đấy là nó đang lower between cost and net realizable value, đúng không ạ? Vì thế nên là chúng ta sẽ xem là net realizable value tính như thế nào, có adjustment gì không, có bị giảm giá hẳn, giá trị hàng tồn kho có bị giảm giá hay không, rồi với những cái hàng bị những cái hàng như là work in progress, nghĩa là sản phẩm sản xuất dở dang ấy, thì nó có estimated cost to completion hay không, đúng không ạ? Mà đừng quên một thủ tục cuối cùng của thủ tục này, mọi người có thể highlight thủ tục này lên đến phần cuối chúng ta sẽ học, đấy là yêu cầu khách hàng viết thư giải trình bằng văn bản với các cái ước tính mà họ đã đưa ra trong phần hàng tồn kho. Bởi vì lý do vì sao ạ? Bởi vì chúng ta sẽ không thể ước tính được một cách chính xác. Đây là cái phần mà chúng ta bị limit, chúng ta bị giới hạn, đúng không ạ? Nên là chúng sẽ yêu cầu khách hàng thư có thư giải trình. Thư giải trình của ban lãnh đạo là một thủ tục mà chúng ta sẽ cần phải thực hiện trước khi chúng ta phát hành báo cáo. Chuyện này là phần review thì mình sẽ học kỹ phần thư giải trình này. Và inventory là một trong những tài khoản mà cần khách hàng phải giải trình. Tài khoản WIP là tài khoản khá là đặc biệt, bởi vì nó sẽ có các cái phần ước tính. WIP ở đây là cái phần sản phẩm đang dở dang ấy, thì nó không những chỉ là ước tính về các cái chi phí phân bổ mà còn ước tính cả về phần trăm hoàn thành. Các bạn đã học F2 hoặc là F5 thì sẽ biết phần này, đúng không ạ? Cho nên là WIP chúng ta sẽ phải tính riêng, bởi nó sẽ chúng ta phải làm thủ tục riêng để xác định cái mức độ phần trăm hoàn thành, xác nhận cái phần này với các cái bên liên quan, ví dụ như là đội trưởng sản xuất hay giám đốc sản xuất chẳng hạn nhỉ. Rồi ạ. Đối với cả inventory held by third party, tưởng là khó thì thực ra là rất là dễ, bởi vì là cứ với khi nào mà xuất hiện third party thì mình sẽ làm gì? Gửi thư xác nhận, đúng không ạ? Và chúng ta muốn confirm cái số lượng hàng mà đang gửi ạ, thì không phải chỉ là mình gửi thư đâu, mình có thể đến để kiểm kê ạ, đúng không ạ? Và mình cũng yêu cầu là khi mình đến kiểm kê, mình cũng yêu cầu là phải được xếp cái hàng của cái công ty này ra ngoài và làm thế nào để có cái cách phân biệt với cả hàng của cái bên đó. Đồng thời nhá, mình phải yêu cầu kiểm tra cả những cái chứng từ như là các chứng từ gửi kho, bởi vì nhớ đâu gửi như thế nhưng xong hai bên họ thông đồng với nhau ấy, xong rồi họ chỉ đưa mình đến một cái khu và đếm đi thì cũng không được, đúng không ạ? Mình phải xem cả giấy tờ nữa. Đấy là đối với hàng gửi kho thì tưởng là khó nhưng cũng không khó gì. Đối với cả những cái tình huống mà khách hàng của mình dùng continuous hoặc là perpetual inventory count, nghĩa là kiểm kê thường xuyên, ví dụ như là các công ty bán lẻ chẳng hạn ấy, họ không thể dừng để kiểm kê được, mà họ sẽ mỗi một tháng họ chỉ kiểm kê một địa điểm thôi hoặc là một loại mặt hàng thôi, đúng không ạ? Thì mình sẽ phải kiểm tra chủ yếu là phần test of control như mình học phần planning lúc trước, để đảm bảo được là cái thông tin, cái số liệu mà họ kiểm kê ấy là chính xác. Và mình tham gia kiểm kê cũng chỉ tham gia kiểm kê một phần trong cái continuous của họ thôi, chứ không phải là mình tham gia hết. Nhưng mà mình sẽ yêu cầu, mình sẽ có cái nhận định của mình là liệu rằng cái việc mà họ kiểm kê hoặc cái hệ thống kiểm kê của họ có đáng tin cậy hay không, có mình có thể sử dụng cái số liệu đấy. Mình chỉ dự có 1/12 thôi, nhưng mà liệu rằng là 11 cái còn lại ấy, thì nó có chính xác hay không, đúng không ạ? Thì đấy là trong trường hợp mà perpetual inventory count, thì mọi người nhớ là chúng ta quay lại test of control nhiều hơn ạ. Đấy chứ ạ. Đó thì trong cái phần này thì mọi người sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta đang đi qua một số tài khoản. Đối với cả các bài thi á, thì thường là mỗi một kỳ người ta chỉ hỏi khoảng 3 tài khoản thôi, nhưng mà không ai biết được là kỳ tới thì người ta sẽ hỏi được cái tài khoản nào. Có những tài khoản thì chị nói với các bạn, ví dụ như inventory chẳng hạn, thì các bạn không cần phải có quá nhiều về case study, các bạn cũng phải nắm được. Nhưng mà cũng có những cái tài khoản thì các bạn phải cần dựa vào case study, ví dụ như hàng tồn, ví dụ như là tài sản cố định chẳng hạn, đúng không? Hay là ví dụ như là doanh thu chẳng hạn, thì phải dựa vào cái cách bán hàng của họ thì các bạn mới nói được.
Cho nên tại sao mà chị nói với các bạn rằng là các bạn cần phải seriously là audience để các bạn nắm được các cái tình huống mà người ta hỏi được. Chứ không phải là nắm được những cái chữ mà mình không biết đâu nhá. Và cái điểm thứ hai là mọi người không được bỏ qua bất kỳ một cái tài khoản nào khi học phần này. Bởi vì khi mà các bạn học phần này ạ, thì các bạn sẽ nhận ra là tài khoản nào các bạn cũng có thể gặp. Người ta có thể hỏi, bởi vì có 4 điểm trong một tài khoản thôi, cho nên người ta có thể hỏi các bạn 5 tài khoản để nhận được 20 điểm, đúng không? Cho nên là mọi người thấy rằng là cái cơ hội bị hỏi đến từng tài khoản là rất là cao. Một cái điểm nữa, ví dụ những cái tài khoản mà chúng ta đã học rồi, như hôm nay mình đã học 3 tài khoản ạ. Đấy là phần account receivable. Thực ra account receivable là account payable luôn. Inventory vừa xong. Rồi chị đã nói về sales and revenue chẳng hạn. Thì các bạn phải nhớ được các cái. Thứ nhất là chị nói về mã trận kiểm tra định hướng, đúng không ạ? Thứ hai là chị nói là nó là balance hay là transaction. Các bạn phải thuộc cái assertion liên quan đến balance và transaction như thế nào. Các bạn cũng phải nhớ được tất cả các cái assertion mà quan trọng đối với cả cái tình huống đấy, các cái thủ tục quan trọng đối với một tài khoản đấy. Ví dụ như là tài khoản phải thu phải trả thì thủ tục thư xác nhận là quan trọng nhất. Đối với inventory thì thủ tục tham gia chứng kiến kiểm kê lại là quan trọng nhất. Đối với cả doanh thu thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là cái assertion quan trọng nhất lại là completeness và cut off. Đấy ạ. Thì những cái đấy các bạn phải nhớ, bởi vì khi người ta hỏi các bạn 4 điểm trong một thủ tục thì người ta expect là các bạn sẽ nói được cái phần quan trọng nhất, chứ không phải là các bạn lại nêu ra các cái thủ tục như kiểu là thủ tục phân tích chẳng hạn để không đạt được một assertion gì. Thì người ta đang cần mình nêu rõ ra một assertion mà các bạn lại nói một cái chung chung thì các bạn sẽ không được điểm. Ok chưa? Rồi, ở buổi học tới thì mình sẽ học về phần property, plant, equipment, là tài khoản tài sản cố định vô hình, hữu hình, bank and cash. Được chưa? Bank and cash thì chúng ta cũng sẽ chỉ cũng không quá khó, vì chúng ta cũng sẽ chỉ nhìn thấy là thủ tục gửi xác nhận là quan trọng nhất. Đấy ạ. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang accrual, payroll và các cái tài khoản nhỏ nhỏ như kiểu như cái này chị sẽ để mọi người tự đọc là chính này, những cái kiểu tax rồi loan vân vân, đúng không ạ? Cái mà mình cần phải học với nhau đấy là những cái thủ tục như là provision đấy ạ. Thì trong buổi tối mình sẽ cover hết tất cả những cái phần này, được chưa? Bởi vì là mọi người sẽ cần phải audience answer, cho nên là tuần tới thì buổi tối thì chị sẽ dừng lại để làm bài tập cùng với mọi người một vài bài. Đồng thời là mọi người gọi là làm, nhưng thật ra là chị hướng dẫn mọi người là sẽ viết cái thủ tục đấy như thế nào, cùng nhau đi answer để mọi người nhìn thấy các cái thủ tục đã được viết ra như thế nào và cái cách mọi người reference đến handout. Giống như hôm nay chị đã làm thử một bài ạ, thế và mọi người cũng thấy rằng là chúng ta không có quá nhiều bài để làm, cho nên việc của mọi người là phải học làm ít nhưng mà phải chất, chứ đừng đọc không nhá. Và chị nhắc lại là đến phần này ạ, chị yêu cầu là mọi người không đọc sách BPP ạ. Bởi vì nếu các bạn đọc các cái thủ tục substantive procedures trong sách BPP thì các bạn sẽ bị lẫn, bởi vì nó bao gồm luôn cả test of control và thủ tục ở trong sách BPP thì họ không viết clear về assertion, cho nên các bạn sẽ bị lẫn, các bạn sẽ bị hiểu nhầm các assertion. Thì lúc đấy cái việc mà đi sửa cái mà mình đã hiểu sai nó còn khó hơn là việc học từ đầu ạ. Ok chưa? Mọi người nhớ nhé, chúng ta chỉ dùng past year question để mình làm bài tập thôi, và chúng ta cũng sẽ chỉ sử dụng các cái answer của examiner để làm bài tập thôi ạ. Rồi ạ, đối với cả phần substantive procedures hôm nay câu hỏi chị cho em hỏi lại về cơ sở dữ liệu một tí ạ. Dạ vâng, em thấy thì thường trên balance sheet thì cái mọi người hay nhắc đến valuation nhiều hơn ấy ạ. Thì chị có thể giải thích cho em lại một chút về cái kiểu như là accuracy với cả valuation trên balance sheet không ạ? Bởi vì thường em thấy thì thấy mọi người nói đến balance sheet thì không nhắc đến accuracy mà chỉ nhắc đến kiểu nó mang tính valuation, kiểu cái giá trị của nó tại thời điểm đấy hơn ấy, hơn là accuracy ạ. Thứ nhất, chị correct lại câu hỏi. Chị không thể audit được balance sheet.
chị không thể audit được một cái assertion của balance sheet. Chị chỉ có thể audit được một assertion của một tài khoản cụ thể. À, chắc là ý của em là kiểu Nhá. à, ý ý của em là tài khoản trên balance sheet ạ. Chắc là cũng Thì đấy, em phải hỏi cụ một tài khoản ở đấy ấy. Tại dạ vì trên vâng ạ. balance sheet nó cũng rất là nhiều tài khoản đúng không? Chị làm ví dụ. Ví dụ như đối với cả provision khoản mục dự phòng thì đúng sẽ không có accuracy bởi vì nó hoàn toàn nó là valuation. Trích lập bao nhiêu, phần trăm trích lập thế nào, thời điểm nào trích lập. Đúng không? Cái đấy thì hoàn toàn không có accuracy luôn. Nhưng với những cái khoản mục ví dụ như là hôm nay mình học về trade receivable, em có thấy là accuracy quan trọng hơn valuation không? Valuation thì rất rõ ở trong phần allowance for bad debt. Nhưng mà cái việc tính toán, ví dụ như em có khoản phải thu mà bằng ngoại tệ, thì việc em chuyển đổi tỷ giá có quan trọng không? Đấy là accuracy. Em hiểu một cách đơn giản là accuracy là khi em dùng arithmetical ấy, nghĩa là cộng trừ nhân chia ấy, thì đấy là tính accuracy. Còn việc mà em phải đưa ra judgment ấy, thì đấy là valuation. Ví dụ như là tài khoản fixed asset chẳng hạn, thì với những cái công ty như ở Việt Nam nhé, những cái công ty mà đang dùng cost method thì chẳng có valuation, không có cái assertion valuation với fixed asset. Bởi vì sao? Bởi vì họ phải tính theo cost và họ tính depreciation, thì cái bảng tính depreciation nó phải thể hiện cái gì? Nó thể hiện accuracy. Cho nên là câu hỏi của em, thứ nhất là chị correct lại. Một là phải hỏi rõ một tài khoản, mình học học theo tài khoản nhé, mình không học theo báo cáo nhé, mình không học theo balance sheet. Thứ hai, em nói rằng là mọi người nói là nói nhiều đến cái valuation, thì nếu như ai nói với em thì chắc là em hỏi luôn mọi người đấy. Thì vì chị đang không hiểu cái case mà em nói là em hỏi thì là hỏi cái gì. Nhưng mà không có, chị correct lại là chuyện valuation quan trọng hơn accuracy nhé. Mà tùy từng tài khoản, và tài khoản nào cũng có đủ hết các assertion, và chỉ khi nào em thỏa mãn được hết tất cả các assertion mà đã nêu ra thì lúc đấy em mới nói được là cái tài khoản của em là trên xe, được chưa? Chứ không có chuyện là valuation quan trọng hơn đâu nhé. Dạ vâng ạ. Thế bây giờ thấy quan trọng hơn thì xong rồi lúc đi thi người ta hỏi QRC có làm biết là bài thi vì đây là cái assertion không quan trọng nên là em không học không? Không đúng không? Dạ vâng. Đấy, mọi người đừng đừng thiên về, đừng quý một cái assertion nào hơn nhé. Chỉ khi nào các bạn đi làm kiểm toán mà các bạn cảm thấy tất cả các assertion của các bạn đều đã thỏa mãn rồi, cảm thấy yên tâm, hài lòng với tất cả các assertion, thì lúc đấy em vắt tay lên chán ngủ ngon ấy, thì lúc đấy là cái tài khoản là true and fair thật. Thế còn thấy là nó valuation ok nhưng mà accuracy thì em chả biết vì em chưa tính lại, thì tài khoản đấy vẫn còn rủi ro. Đấy ạ, thực ra là cái chị cũng phải correct cho các bạn cả cái suy nghĩ của các bạn, bởi vì cái việc đấy các bạn cứ tưởng rằng là không không sao, nhưng mà khi mà mình đi thi ấy, nó sẽ thể hiện ra trong cái câu mình viết, và examiner thì rất là tinh, họ sẽ nhìn mình ngay, và nếu như họ cảm thấy chúng ta đang có những cái suy nghĩ mà chưa đúng ấy ạ, thì suy nghĩ của họ là gì? À, bị hiểu nhầm đúng không, cho học thêm kỳ nữa, thế là lần sau sẽ nghĩ đúng đúng không? Thì tất nhiên chúng ta không muốn điều đấy, ai chẳng muốn đi thi để pass đúng không ạ? Ví dụ như hôm nay chị nhận được rất là nhiều tin đỗ từ lớp F8 của kỳ trước, và chị rất là vui vì các bạn đỗ rất cao, 70 mấy điểm, tất cả đều 70 điểm, thì chị nghĩ rằng là đấy cũng là cái chị rất vui vì mọi người đã practice được tốt. Tất nhiên là không phải là mọi người đều đi thi cả, thì vừa rồi mọi người cũng thi remote ấy, nên là cũng không phải ai cũng thi, nhưng mà những bạn đi thi thì hôm nay báo cho chị thì chị thấy là đi thi remote và với cái việc mà các bạn học online và tự học tương đối nhiều thì chị nghĩ là điều đấy rất là động viên chị. Tuy nhiên thì nói chung là mọi người phải chấp nhận là bị chị Chi mắng, bị chị Chi bắt phải làm đúng việc nọ, làm đúng việc kia, nhưng mà người yên tâm, thà làm đúng như thế mà thi đỗ thì còn hơn là lại mất thêm một kỳ nữa để thi đúng không? Rồi ok ạ, à, còn ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Dạ vâng, em có thắc mắc một câu hỏi nữa về assertion ạ. Ừ. Dạ, thường 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 thì em thấy cái
trên các đối với các tài khoản trên PNL ấy, kiểu như là sale với cả chi phí thì em thấy có cái giữa session là complete là tính đầy đủ ấy, thì với cả cái cắt off mà Cắt bị cắt off sớm ấy, dạ vâng, thì cái off. đấy có session đấy nó có sự khác biệt nhau về bản chất không ạ, hay là chị có thể giải thích cho em phần này được không ạ? Bởi vì em nghĩ là nếu mà có sự khác biệt Chưa hiểu câu thì hỏi của em. đấy, thì em ví dụ như là kiểu cái assertion về completeness ấy, tức là về tính đầy đủ ấy, tức là em đang hiểu là nó Completeness có nghĩa là không bị sót. Có nghĩa là cái gì xảy ra thì đều được ghi nhận. Còn cut off có nghĩa là đúng kỳ. Nghĩa là nó xảy ra ở kỳ nào thì được ghi nhận đúng một kỳ đấy. Hai, đấy là hai assertion hoàn toàn khác nhau ấy. dạ vâng, bởi vì em có nghĩ đến trường hợp là nếu như mình giả sử bình thường là đóng sổ 31 tháng 12 á, thì có trường hợp nhỡ đâu khách hàng họ lại đóng sổ sớm hơn thì lúc đấy thì lại ví dụ đóng sổ 28 29 chẳng hạn, thì những cái nghiệp vụ ngày 30 31 thì đúng ra là em đang hiểu nó phải đúng kỳ này, nhưng mà thế thì về mặt về cái complete thì của nó cũng không đầy đủ đúng không ạ? Thế như thế thì đúng rồi, như thế thì họ đang vi phạm cả hai, là cả completeness và cả cut off. Đúng không? Dạ, vâng. Ừ. Tại vì đấy là hai assertion khác nhau nhá. Bây giờ mọi người cũng thấy rằng là đấy là viết riêng hai assertion ra nhá, chứ không không lẫn vào nhau đâu. Nó có thể là cùng là một chữ C thôi, cái duy nhất là giống nhau là chữ C thôi. Còn thì nó hoàn toàn là khác nhau. Completeness là tính đầy đủ, có nghĩa là cái gì đã xảy ra thì phải được ghi nhận một cách đầy đủ. Nó có thể diễn ra trong cả năm, không cứ thời điểm cuối năm. Nhưng riêng kết hợp thì lại chỉ diễn ra thời điểm cuối năm là ghi nhận đúng kỳ, nghĩa là đầu năm và cuối năm ở đúng hai cái thời điểm nhạy cảm đấy thôi. Thế nên đấy chỉ là hai assertion khác nhau thôi em ạ. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Ok. Rồi ok ạ, mọi người khác có câu hỏi gì không ạ? Rồi ok, mọi người không có câu hỏi gì thì hôm nay mình sẽ nghỉ ở đây nhá. Sau đó thứ 6 tuần này thì mình sẽ học tiếp với nhau được không ạ? Rồi, cảm ơn tất cả các bạn ạ.